Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 16 tháng 9 và bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội nhân đạo khánh thành và bàn giao nhà đồng đội. Kinh nghiệm trong đẩy nhanh tiến độ xử lý đất dôi dư ở xã Dân Tiến và Hồng Tiến. Xã Long Hưng nhiều xe đưa đón học sinh hết hạn đăng kiểm. Kim Động để mạnh phát triển sản phẩm OCOP. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chỉ đạo điều hành chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh đã tổ chức khánh thành và bàn giao nhà đồng đội cho đồng chí Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thế Anh, nhân viên Trung đội Thông tin, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Thế Anh thường trú tại xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, con còn nhỏ, vợ công việc không ổn định. Ban điều hành chương trình phối hợp hoạt động tỉnh hỗ trợ 70 triệu đồng. Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà đã được hoàn thành, diện tích 70m2 với tổng kinh phí 300 triệu đồng. Trong đó, ngoài tiền ủng hộ, số tiền còn lại do gia đình tiết kiệm và người thân ủng hộ. Phát biểu tại lễ bàn giao nhà, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đã biểu dương và đánh giá cao tinh thần tương thân tương ái của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và của cán bộ hội viên, các tổ chức chính trị xã hội. Đồng chí nhấn mạnh đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, giúp các quân nhân có hoàn cảnh với bớt khó khăn yên tâm công tác. Đồng chí mong muốn ban chỉ đạo cần tiếp tục phát huy tinh thần cộng đồng để hỗ trợ xây được nhiều hơn nữa những ngôi nhà đồng đội, nhà chính sách có phần làm tốt công tác an sinh xã hội. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, Ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2020 và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế chủ trì. Theo đó, công tác thanh tra kiểm tra tập trung những mặt hàng tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh trung thu, các loại bánh kẹo, nước giải khát nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm. Trong quá trình kiểm tra, các lực lượng chức năng kết hợp tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức và thực hành cho người sản xuất, người kinh doanh, người tiêu dùng về việc bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời tuân thủ quy trình phòng chống dịch COVID-19. Thời gian kiểm tra diễn ra từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10. Trong 2 ngày đầu kiểm tra, 3 cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu, kẹo bánh và sữa, các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi và Công ty Đầu tư Phát triển Abulo Việt Nam tổ chức hội nghị đánh giá mô hình sản xuất lúa tập trung giống lúa DH12 tại xã Đa Lộc, huyện Ân Thi. Mô hình khảo nghiệm giống lúa DH12 được gieo trồng tại xã Đa Lộc với quy mô 4 hectare, giống đối chứng là giống Thiên Ưu 8. Theo đánh giá, đây là giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, vụ mùa từ 100 đến 110 ngày. Cây cao trung bình 105 cm, thân cứng để nhánh khỏe, chống độ tốt, bông dài trung bình, hạt xếp xít, khả năng chống chịu sâu bệnh cao. Năng suất vụ mùa dự kiến đạt 80 tạ thóc tươi 1 hectare, cao hơn so với giống đối chứng 11,5%. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, thời gian qua huyện Kim Động đã tích cực phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực đạt OCOP cấp tỉnh. Đến nay, huyện có 4 sản phẩm được đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh. Phân hạng 3 sao là bột mầm đậu nành, trà mầm đậu đen, trà mầm đậu đỏ và trà mầm ngũ cốc đã mang lại hiệu quả thiết thực và thúc đẩy phát triển sản xuất. Nhằm mục tiêu phấn đấu hết năm nay, huyện có thêm 6 đến 7 sản phẩm được xây dựng và phát triển đạt sản phẩm OCOP là nấm, cam đồng thanh, rượu trương xá. Huyện đã xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực xã hội triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện chương trình OCOP tới các địa phương. Huyện tập trung chỉ đạo hỗ trợ các xã thị trấn, chủ thể sản xuất phát triển sản phẩm theo hướng nâng cao năng suất chất lượng, tạo dựng thương hiệu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Nhằm chinh phục khách hàng trong và ngoài tỉnh, cùng với việc phát triển số lượng sản phẩm OCOP, tỉnh Hưng Yên đang tập trung nâng cao chất lượng, khẳng định thương hiệu sản phẩm.
tạo ra sản phẩm đảm bảo, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng là những ưu điểm mà sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao cam tươi của Hợp tác xã Nông nghiệp Ngũ Phúc, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ đang tiếp tục chinh phục khách hàng trong và ngoài tỉnh. Với 22 hectare cam, bao gồm cam Hưng Yên, cam Đường Canh và cam Bố Hạ, ước vụ này cho thu trên 300 tấn quả. Để việc tiêu thụ được thuận lợi, các thành viên trong hợp tác xã đang tập trung chăm sóc theo quy trình Việt Gáp để nâng cao chất lượng sản phẩm. Tiếp tục nâng cao cái giá trị sản lượng, chất lượng của cái sản phẩm của mình làm ra, nhất là quả kích cỡ và đồng đều này, to đẹp nhưng mà phải đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Thứ hai là về cũng để ý hết sức là đến cái mẫu mã bao bì. Ví dụ trước đây thì chỉ có bán cho thương lái là chỉ có đóng bao hoặc là đóng túi ly lông hoặc đóng bìa thùng bìa cái tông, thùng xốp rất là đơn thuần. Nhưng bây giờ chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch là sẽ căn cứ vào cái logo nhãn hiệu cam Hưng Yên có mã vạch, mã vùng của hợp tác xã cũng như là giấy chứng nhận Việt Gáp, giấy chứng nhận OCOP 3 sao, từ đó mới cạnh tranh được trên thị trường. Ông Nguyễn Văn Quân, giám đốc hợp tác xã thương mại dịch vụ sản xuất nghệ Đại Hưng, huyện Khoái Châu cho biết, được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận sản phẩm dầu lạc, tinh bột nghệ mật ong Cori đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao đã giúp cho việc tiêu thụ sản phẩm được thuận lợi hơn. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu phấn đấu nâng sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao, 5 sao, hợp tác xã đã chú trọng hơn đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm. Theo đó, quy trình sản xuất dầu lạc và tinh bột nghệ mật ong Cori được thực hiện rất khắt khe, từ đầu tư nhà xưởng, máy móc, phòng lạnh, lựa chọn vùng nguyên liệu, sản phẩm đầu vào, tất cả đều được kiểm soát chặt chẽ theo quy trình Việt Gáp. Trung bình mỗi năm, hợp tác xã xuất bán 6.000 lít dầu lạc, 2 tấn tinh bột nghệ mật ong Cori cho doanh thu gần 2 tỷ đồng. Chúng tôi sẽ nâng cao về cái chương trình quản lý chất lượng đầu vào và quản lý chất lượng đầu ra để làm sao giữ được cái chất lượng. Thì tiến tới thì chúng tôi cũng định hướng trong năm nay đạt mức 4 sao. Hiện trên địa bàn tỉnh có trên 50 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao, có một sản phẩm tiềm năng trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP 5 sao. Trong thời gian tới thì Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên cũng sẽ tiếp tục tham mưu với Sở Nông nghiệp, với Ban chỉ đạo tỉnh, chỉ đạo các sở ngành liên quan và ủy ban các huyện thành phố hướng dẫn hỗ trợ các chủ thể để đầu tư phát triển nâng cao chất lượng các sản phẩm, trong đó tập trung vào một số nội dung như thứ nhất là chuẩn hóa cái tổ chức quản lý điều hành sản xuất trong cơ quan đơn vị của từng chủ thể, hỗ trợ ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào trong sản xuất, trong sơ chế, chế biến, đặc biệt là chế biến tinh, chế biến sâu các cái sản phẩm nông sản của tỉnh, hỗ trợ đầu tư các cái trang thiết bị máy móc phục vụ công tác sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm, đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất, lưu thông hàng hóa. Hy vọng rằng với những chính sách khuyến khích của tỉnh, các chủ thể sẽ ngày một nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo thương hiệu uy tín để sản phẩm OCOP không chỉ được tiêu thụ thị trường trong nước mà tiến tới xuất khẩu. Việc đẩy nhanh tiến độ xử lý đất dôi dư cho người dân ở một số địa phương gặp không ít những khó khăn do vướng mắc ở các khâu như thủ tục, nguồn gốc đất hay sự phối hợp của người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, ở xã Dân Tiến và xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu lại có những cách làm sáng tạo đạt kết quả cao trong quá trình thực hiện. Tại xã Dân Tiến là địa phương có số thu từ đất dôi dư cao nhất huyện Khoái Châu. Từ năm 2019 đến nay, xã đã thu được trên 5 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm, xét duyệt xử lý được 18 hồ sơ với diện tích 1.500 m². Nhiều gia đình có diện tích đất dôi dư lớn, số thu cao như gia đình bà Bùi Thị Hợp 857 triệu đồng, ông Dương Văn Bắc 500 triệu đồng, bà Vũ Thị Nội gần 500 triệu đồng. Để đạt được kết quả đó, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của địa phương. Dân nhân dân xã cũng đã thể chế hóa ra, phối hợp với các ban ngành đoàn thể và các chi bộ, các thôn phân công phần nhiệm cho từng thành viên trong hội đồng xét duyệt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời là cũng đã đi từng ngõ gõ từng nhà và gắn cái trách nhiệm của từng các đồng chí đảng viên và cán bộ quân nhân chính là phụ trách phân công từng địa bàn khu dân cư. Đối với xã Hồng Tiến, vốn là địa phương gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý đất đai do vướng mắc từ lịch sử để lại. Tuy nhiên, cách làm của xã đã thay đổi nhận thức, nâng cao trách nhiệm của người dân trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Kết quả thu về gần 3 tỷ đồng từ xử lý đất dôi dư xen kẹp từ năm 2019 đến nay. Cái hình thức là định hướng
đấy, cho tất cả các cái tổ chức chính trị xã hội làm tốt công tác tuyên truyền vận động về luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành về luật đất đai và cái nghĩa vụ tài chính đối với các cái phần đất, về các cái loại giấy tờ thủ tục giao dịch, trong đó là có cái thủ tục giao dịch hành chính về cái đất đai. Trên cái lĩnh vực này thì chúng tôi cũng đã giao cho cán bộ chuyên môn là tạo mọi điều kiện thuận lợi và hướng dẫn rất là tỉ mỉ, thậm chí là đến tận các cái gia đình để hướng dẫn cho các gia đình để thực hiện theo đúng các cái quy trình. Bằng cách làm sáng tạo, các địa phương đã huy động được nguồn lực lớn từ đất dôi dư để hoàn thiện hạ tầng, nâng cao đời sống cho người dân, phấn đấu đưa hai xã sớm trở thành đô thị loại 4 vào năm 2025. Từ đầu năm đến nay, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng do chủ động tiếp cận với khách hàng trong và ngoài tỉnh. Vì vậy, 8 tháng đầu năm, chi nhánh xăng dầu Hưng Yên đã nộp gần 270 tỷ đồng thuế các loại. Với trên 30 cửa hàng xăng dầu đều triển khai hệ thống tin học, giúp việc truyền thông tin, số liệu bán hàng của từng cây xăng về hệ thống quản lý của chi nhánh được nhanh chóng, thuận lợi. Qua đó, việc kiểm kê, sử dụng hóa đơn, số liệu bán hàng đảm bảo chính xác, nhanh gọn. Nhờ đó, chế độ sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ luôn đảm bảo đúng quy định, giảm thiểu sai sót. Đến nay, chi nhánh đã nộp gần 270 tỷ đồng thuế các loại, trong đó thuế giá trị gia tăng 27 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường 240 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, các sắc thuế đều đạt và vượt. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, chi nhánh phấn đấu nộp trên 100 tỷ đồng để hoàn thành nhiệm vụ nộp ngân sách nhà nước. Chi nhánh đã đề ra các giải pháp cụ thể. Là một cái đơn vị nằm trong top 10 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất của tỉnh Hưng Yên. Đối với chúng tôi thì cái chiến lược để đảm bảo cái thị phần cũng như cái nộp ngân sách cho tỉnh thì là cũng tăng cường mở rộng cái thị trường bán lẻ ở tại khu vực thị trường Hưng Yên. Cái thứ hai, tiếp tục gia tăng cái thị trường bán buôn, bán thương nhân tại các địa bàn khu vực xung quanh để tăng cái sản lượng bán ra và đồng thời thu nộp ngân sách tăng cho tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cách đây đúng 70 năm, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng trong chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950. Thắng lợi vẻ vang này không chỉ dành riêng cho Cao Bằng, Lạng Sơn mà còn có ý nghĩa to lớn với cả dân tộc, mở rộng căn cứ địa Việt Bắc, giải phóng được khu vực biên giới Việt Trung, thông thương quan hệ quốc tế. Chiến thắng biên giới còn mở ra một giai đoạn mới, chuyển từ hình thái chiến tranh du kích tiến lên chiến tranh chính quy, kết hợp chiến tranh chính quy với chiến tranh du kích, đánh dấu bước nhảy vọt của quân đội ta về nghệ thuật chiến dịch. Đây là chiến thắng lớn đầu tiên của quân ta, làm thế địch suy yếu ở Bắc Bộ, mở ra sự chủ động tiến công và dồn Pháp vào phòng ngự bị động. Phát huy chiến thắng biên giới năm 1950, quân dân ta liên tiếp giành chiến thắng trong các chiến dịch 1951, 1953, rồi chiến dịch 1953, 1954, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, buộc thực dân Pháp đầu hàng, miền Bắc được giải phóng hoàn toàn. Nhân sự kiện trọng đại này, vào lúc 20 giờ 15 phút tối nay, ngày 16 tháng 9, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ phát sóng phim tài liệu Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh năm 1950. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Trong thời gian qua, việc sáp nhập thôn có nhiều chi bộ, nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ và trưởng thôn được nhiều thôn trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện. Sau nhất thể hóa, bộ máy cán bộ của thôn tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả hơn. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành việc sáp nhập thôn có nhiều chi bộ, giảm 201 chi bộ, đạt 19,35%, giảm được 1.024 bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ và cấp ủy viên. Thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, đạt trên 80%. Bên cạnh việc tiết kiệm được một khoản lớn kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách, hiệu quả rõ thấy nhất chính là đã tạo được sự thống nhất lãnh đạo giữa cấp ủy đảng và chính quyền trong thôn. Vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với các nhiệm vụ của thôn đã được nâng lên rõ rệt. Các vấn đề quan trọng cấp bách trong thôn được chi bộ chỉ đạo kịp thời. Việc sáp nhập này đã góp phần tinh gọn cơ cấu bộ máy từ cơ sở, củng cố hệ thống chính trị của địa phương, phát huy vai trò lãnh đạo của đảng. Trong xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương đã xây dựng những con đường hoa, đường cây xanh sạch đẹp. Con đường hoa giấy ở xã Cửu Cao là một ví dụ. Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã có những cách làm hay để tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.
trong đó thôn Vàng, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang xây dựng con đường hoa giấy rất đẹp và độc đáo. Con đường này được địa phương quy hoạch và xây dựng từ cuối năm 2018 với chiều dài trên 500 mét. Chính quyền và người dân đã trồng 51 cây hoa giấy, đồng thời đặt ghế đá ven đường. Do con đường nằm ngay cạnh ngòi KT0 nên việc làm này không chỉ tạo cảnh quan cho làng mà còn đảm bảo an toàn giao thông cho người dân mỗi khi đi qua đây. Ăn chay đang là khuynh hướng thịnh hành ở các nước đang phát triển vì nó giúp ngăn ngừa được nhiều bệnh tật. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết một chế độ ăn chay đúng đắn sẽ giúp chúng ta tránh được nhiều bệnh tật mà vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe. Nhất là thời gian vừa qua, một số địa phương đã xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm vì sản phẩm ăn chay có độc tố. Ăn chay thường xuất phát từ nhu cầu tâm linh và mưu cầu sức khỏe. Nên đối với những người ăn chay trường thì việc ăn chay còn cần có sự hiểu biết về dinh dưỡng nhất định. Một trong những cái quan trọng của việc ăn chay đó là phải đảm bảo được cái sự an toàn. An toàn trong thực phẩm chỉ là những món ăn rất là đơn giản như là rau, dưa, tương, cà, rồi đậu, lạc, những thức ăn rất là gần gũi có sẵn trong vườn hoặc là có sẵn ở trên thị trường được người dân cấy trồng và canh tác một cách rất là lành, rất là an toàn. Theo các nhà khoa học, ăn chay đúng cách sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, do nguồn thực phẩm chay không được đa dạng, phong phú như thực phẩm mặn, nên nếu không biết cách ăn chay theo kiểu quá kham khổ, đạm bạc, thực đơn nhàm chán hay chế biến không phù hợp sẽ có tác dụng ngược. Chính vì thế, việc lựa chọn đa dạng thực phẩm và ăn chay đúng cách để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể là hết sức quan trọng. Hiện nay rất nhiều người ăn chay, song lại chưa biết đầy đủ về cách ăn chay sao cho đúng. Em cũng thường xuyên ăn chay ạ. Bởi vì ăn chay tốt cho sức khỏe. Em thường xuyên đến quán cô mua đồ chay ăn, phẩm thì em không mua. Hiện nay thị trường các món ăn chay giả mặn rất phong phú với các loại thực phẩm từ họ đậu, giả làm thịt, tôm, cá, gia cầm. Tuy nhiên, vì yêu cầu giả mặn phải có hương vị và tạo hình, màu sắc giống y món mặn nên nhà sản xuất thường thêm vào thực phẩm các chất phụ gia không tốt cho sức khỏe. Những chất phụ gia này thường là hàng trôi nổi trên thị trường và không được kiểm định nghiêm ngặt. Vì vậy, chỉ có hạn chế những thực phẩm này mới được gọi là ăn chay đúng cách và đảm bảo sức khỏe của cơ thể. Từ năm học 2020-2021, học sinh tiểu học có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ, có thể học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Và đây là quy định mới vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong thông tư số 28/2020, điều lệ trường tiểu học. Theo đó, phụ huynh căn cứ vào biểu hiện của con có thể có đơn đề nghị nhà trường xem xét. Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng khảo sát tư vấn gồm hiệu trưởng hoặc hiệu phó, ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên dạy lớp học sinh đang học, giáo viên dạy lớp trên mà phụ huynh muốn xin cho con học, nhân viên y tế, tổng phụ trách đội, căn cứ vào kết quả khảo sát của hội đồng tư vấn hiệu trưởng có thẩm quyền quyết định. Sự thay đổi này được dư luận phản hồi tích cực, phù hợp với mục tiêu phát triển năng lực người học của chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo điều tra của Sở Tài nguyên và Môi trường, bình quân mỗi ngày đêm trên địa bàn tỉnh phát sinh 700 tấn rác thải sinh hoạt, trong khi các nhà máy xử lý có công suất nhỏ dẫn đến quá tải và ùn ứ rác thải gây ô nhiễm môi trường. Đến nay, tỉnh Hưng Yên có 3 đơn vị đang thực hiện thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. Tổng công suất xử lý của cả 3 đơn vị là 250 tấn một ngày đêm, tức còn khoảng 450 tấn rác ùn ứ tại các địa điểm thu gom, các bãi tập kết chưa được xử lý. Trong 3 đơn vị mới có 2 nhà máy xử lý bằng phương pháp đốt là Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Công nghiệp 11 Urenco 11 ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm và nhà máy xử lý rác thải Dị Sử ở thị xã Mỹ Hào. Một đơn vị thu gom xử lý bằng chôn lấp là Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên ở thành phố Hưng Yên. Do công suất nhỏ, các nhà máy xử lý luôn trong tình trạng quá tải nên xảy ra tình trạng rác thải bị ứ đọng tại các điểm thu gom, điểm tập kết ở các huyện thị xã. Thực tế này đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước trong tỉnh phải có kế hoạch sớm và cụ thể để xây dựng nhà máy xử lý rác, vừa đáp ứng yêu cầu về công suất theo kịp xu thế phát triển, vừa đáp ứng yêu cầu về chất lượng sau xử lý. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã phản ánh, việc lựa chọn phương tiện ô tô để đưa đón con em đến trường được xem là giải pháp tối ưu trong mùa nắng, mùa mưa. Tuy nhiên, dường như là các bậc phụ huynh đều trong tình trạng phó thác con em mình cho nhà xe mà không quan tâm đến chiếc xe đó có đảm bảo an toàn cho con em của mình hay không. Những hình ảnh này chúng tôi ghi lại tại cổng trường tiểu học xã Long Hưng, huyện Văn Giang
Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 15 tháng 9, thời điểm tan học, cả đoạn đường chật kín vừa là học sinh, các phụ huynh đưa đón, người và các phương tiện khác đang lưu thông qua đây. Một vụ va quẹt nhẹ giữa một em học sinh đi xe đạp với một ô tô đang lưu thông, rất may vụ va quẹt chỉ làm hỏng nhẹ chiếc xe đạp của em học sinh. Nhìn cảnh này thì có lẽ các phụ huynh chọn giải pháp thuê ô tô đưa đón con em mình là hoàn toàn hợp lý và yên tâm hơn. Thế nhưng họ đâu hiểu được những chiếc xe đưa đón này đều khá cũ nát, thậm chí là hết hạn sử dụng. Theo quan sát của chúng tôi, có tới 4 trên 6 chiếc xe ô tô ở đây đã hết hạn kiểm định, nhưng hàng ngày vẫn sử dụng để đưa đón các em học sinh. Thời gian qua ở các địa phương đã xảy ra vụ việc cây bị bật gốc, quạt trần bị rơi, cổng trường, tường còn đổ, thì ai dám chắc những chiếc xe cũ kỹ kia sẽ đảm bảo an toàn về nhà cho các em. Tiếp theo chương trình là phần tin quốc tế. Chiều 15 tháng 9 theo giờ Mỹ, lễ ký thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Israel, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain đã diễn ra tại Nhà Trắng dưới sự chủ trì của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Buổi lễ ký kết diễn ra giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Bahrain cùng Ngoại trưởng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dưới sự trung gian của Mỹ. Các thỏa thuận này được gọi là Hiệp định Abraham. Với Hiệp định Abraham, vốn bị người Palestine bác bỏ, UAE và Bahrain đã trở thành nước thứ ba và thứ tư thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Israel sau Ai Cập và Jordani. Nhiều người cho rằng lễ ký này là sự báo trước sự thay đổi mạnh mẽ trong hoạt động quyền lực ở Trung Đông. Ngoài ra, buổi lễ cũng giúp củng cố cho hình ảnh của ông Donald Trump trong việc tái tranh cử chức vụ Tổng thống Mỹ vào tháng 11 sắp tới. Với đa số phiếu tán thành, Hạ viện Anh vừa thông qua dự luật thị trường nội địa, vốn có thể loại bỏ một phần thỏa thuận London rời khỏi Liên minh châu Âu đạt được hồi cuối năm ngoái. Dự luật trên trước đó được chính phủ Anh bất ngờ công bố hôm 9 tháng 9, theo đó cho phép London đơn phương kiểm soát hoạt động thương mại của Anh và tăng cường hỗ trợ của chính phủ đối với các doanh nghiệp của Bắc Ireland, một điều khoản vi phạm thỏa thuận rút lui mà Anh đã ký với EU. Các nhà lãnh đạo EU đã bác bỏ dự luật nói trên của Anh và cho rằng dự luật đã vi phạm luật quốc tế, đồng thời đưa ra thời hạn đến cuối tháng 9 để London rút một phần gây tranh cãi trong dự luật mới này. Trở lại với vấn đề COVID-19, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vào tuần tới sẽ có bài phát biểu với lãnh đạo thế giới. Trong đó, ông Guterres dự kiến sẽ tiếp tục kêu gọi ngừng bắn toàn cầu để dồn sức chống lại đại dịch này. Bài phát biểu dự kiến sẽ được thực hiện nhân dịp kỳ họp thứ 75 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy ngừng bắn toàn cầu trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 cho tới cuối năm nay. Ông Guterres cho biết, kể từ khi kêu gọi ngừng bắn toàn cầu hồi tháng 3, thế giới đã chứng kiến nhiều tín hiệu tích cực như thỏa thuận hòa bình ở Sudan, bắt đầu đàm phán hòa bình giữa chính phủ Afghanistan và Taliban, bạo lực giảm ở một số nơi như Syria, Libya và Ukraine, cũng như đàm phán ngừng bắn dẫn tới đối thoại ở Yemen. Trong cuộc chiến chống lại COVID-19, các nhà khoa học tại Mỹ vừa thông báo một phát hiện về một kháng thể có khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn và chính xác virus SARS-CoV-2. Theo báo cáo do các nhà nghiên cứu công bố ngày 14 tháng 9, thành phần của kháng thể này nhỏ hơn 10 lần so với kháng thể có kích thước đầy đủ và đã được sử dụng để bào chế thuốc có tên là AB8. Theo báo cáo, AB8 có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa và điều trị các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 ở chuột trong các cuộc thí nghiệm. Loại thuốc này không liên kết với tế bào của con người, điều này cho thấy nó sẽ không gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng ở người. Các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu thêm về cách sử dụng loại thuốc này, trong đó cho rằng có thể hít hoặc có thể tiêm vào da thịt thay vì tiêm tĩnh mạch. Hôm 15 tháng 9, Nội các Thái Lan đã phê chuẩn kế hoạch cho phép khách du lịch nước ngoài tới nước này với điều kiện họ thực hiện cách ly 14 ngày và có thời gian lưu trú ít nhất là 90 ngày. Kế hoạch của chính phủ Thái Lan có tên gọi là visa du lịch đặc biệt, dự kiến triển khai từ tháng 10 tới, sẽ cho phép khách nước ngoài du lịch khắp đất nước sau 14 ngày bị cách ly. Thị thực du lịch đặc biệt này có thời hạn lưu trú 90 ngày, có thể được gia hạn 2 lần, mỗi lần 90 ngày. Kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp phục hồi nền kinh tế của Thái Lan, vốn được dự đoán sẽ mất hàng tỷ bạt trong năm nay do các biện pháp đóng cửa biên giới. Trong khi đó, Tổ chức Du lịch Thế giới vừa công bố báo cáo cho biết, do tác động của dịch bệnh, số lượng khách du lịch quốc tế đã giảm tới 65% trong 6 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Tổ chức Du lịch Thế giới cho biết, ngành du lịch thế giới đã mất 440 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm, với châu Á-Thái Bình Dương là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất khi mất tới 72% lượng khách so với năm ngoái.
Việc sụt giảm khách du lịch quốc tế đã dẫn tới thiệt hại lên tới 460 tỷ đô la Mỹ. Cũng theo tổ chức này, tới thời điểm đầu tháng 9, mới chỉ có một nửa các điểm du lịch đã nới lỏng các giới hạn nhằm phòng ngừa COVID-19 và phải mất từ 2 đến 4 năm để có thể quay lại mức du lịch của năm 2019. Theo dữ liệu do chính phủ Nhật Bản công bố ngày 15 tháng 9, số người từ 100 tuổi trở lên đã lần đầu vượt ngưỡng 80.000 người trong bối cảnh dân số của quốc gia Đông Á này đang già hóa nhanh chóng. Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi của Nhật Bản cho biết, tính đến ngày 15 tháng 9, nước này có 80.450 người từ 100 tuổi trở lên, tăng 9.176 người so với năm ngoái. Đây là năm thứ 50 liên tiếp số liệu này tăng và là mức tăng tính theo năm cao nhất. Hiện số cụ bà từ 100 tuổi trở lên là gần 71.000, trong khi số cụ ông là hơn 9.000. Năm 2019, tuổi thọ trung bình của phụ nữ Nhật Bản là 87,45 tuổi, trong khi con số này của nam giới là 81,41. Nhật Bản cũng đang giữ danh hiệu người cao tuổi nhất thế giới hiện nay là cụ bà Kane Tanaka, năm nay đã 117 tuổi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bản tin dự báo thời tiết thủy văn Hưng Yên đêm 16 ngày 17 tháng 9 năm 2020. Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ. Có nơi lớn hơn, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Độ ẩm thấp nhất ngày 72 đến 77%. Trên sông Hồng tại thành phố Hưng Yên mực nước cao nhất 2,5